Kế hoạch phát triển tuyến du lịch đường thủy trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn khi mà sau hơn 2 tháng đưa tuyến này vào hoạt động thì lượng khách tham quan ngày càng giảm. Dù nhìn bề ngoài thì tuyến du lịch này rất hấp dẫn bởi cảnh quan thơ mộng, nhưng mà nhiều người thì chẳng còn dám đến đây du ngoạn để ngắm thành phố nữa bởi lý do là nước quá ô nhiễm và bốc mùi hôi thối. Tuyến kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè là một trong ba tuyến đường thủy tự nhiên quan trọng nhất của đất Sài Gòn gia đình xưa. Với mục tiêu nhằm phát triển khu du lịch nội đô cho thành phố, tuyến du lịch đường thủy Nhiêu Lộc Thị Nghè vốn được rất nhiều người kỳ vọng sẽ là một sản phẩm du lịch đặc sắc. Nhưng đây mới là hình ảnh thực tế cho tuyến du lịch này sau gần 2 tháng hoạt động. Lượng khách ngày một giảm, thậm chí là không có khách. Hàng loạt các tàu thuyền bị bỏ không, gây lãng phí và thua lỗ cho các chủ đầu tư. Đến tình trạng ế ẩm này là do nước kênh quá bẩn, luôn bốc mùi hôi thối khó chịu. Người dân và các hàng quán kinh doanh ăn uống đã vứt rác bừa bãi xuống kênh, nguồn nước thải quanh khu vực cũng đổ về. Nhiều khi người dân thiếu ý thức á, người ta quăng rác vào khoảng chiều tối rất là nhiều. Cái gì cũng vất ở đây, heo chết, gà chết, chó chết, mèo chết. Ăn uống cái gì không ăn được, có đem ra đủ. Tặng tạo cho cái kinh này ghê gớm. Chủ đầu tư tuyến du lịch này cũng đã lường trước được những vấn đề ô nhiễm môi trường và có những biện pháp nhất định để hạn chế tình hình. Tuy nhiên, tình hình cũng không mấy khả quan. Cái đó tôi nghĩ là không riêng gì công ty chúng tôi thực hiện được đâu, mà phải có sự hỗ trợ của chính quyền thành phố cũng như là chính quyền địa phương. Mặc dầu chúng tôi cùng những cái cơ quan chức năng của địa phương đã làm nhiều việc, tuy nhiên thì hiện nay tình trạng mà rác nó vẫn ảnh hưởng đến cái điều kiện hoạt động của chúng tôi. Dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, những tấm biển kêu gọi mọi người không đổ rác xuống kênh luôn được treo mới. Nhưng biện pháp này chưa đủ để ngăn người dân xả rác hàng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thiếu những giải pháp mạnh để giải quyết. Trung bình, kênh này hứng khoảng 14 tấn rác mỗi ngày và đang có nguy cơ tái ô nhiễm nghiêm trọng.